Thì ra anh bỏ mặc mẹ con tôi để theo con đàn bà này hả? Cho đến khi tôi đẻ được con trai á, anh vẫn thường với mẹ con tôi hả? Em à, năm tới đây chi vậy? Tôi tới đây á là để xem một bà thần thoại như thế nào đó. Anh mau cút khỏi cuộc đời của tôi đi. Đi theo cái luật đàn bà đó đi. Hãy để cho mẹ con tôi được yên thân. Sao nay ba về trễ quá nhỉ? Con gái có thấy nhớ ba không nè? Dạ nhớ. Con thấy đói chưa? Hai mình vào ăn cơm trước nha. À, ba về rồi kìa. Ba về. Nay nhiều việc lắm hả? Anh đi lên thay đồ đi, để xuống ăn cơm với con nha. Anh chưa có đói đâu, một lát nữa anh ăn cũng được. Anh nói gì kỳ vậy? Con chờ anh từ hồi chiều tới giờ rồi mà. Thôi được rồi, em xuống dọn cơm đi. Anh lên lầu tắm rửa rồi anh xuống. Con gái ăn món này nha. Sao vậy? Con không thích ăn món này hả? Thôi để mẹ nói ba ăn giúp con nha. Anh ăn đi, anh có sức làm việc, còn nuôi hai mẹ con em nữa. Anh sao vậy? Con gái không ăn á, thì anh ăn giúp con cũng được mà. Anh có thái độ đó là sao? Con gái gì chứ? Em đừng có như vậy nữa, anh không có thích. Hôm nay ba hơi mệt á, nên ba nói thế. Nhưng mà ba vẫn thương con lắm. Anh chỉ thương của mình em thôi. Không sao đâu, ba vẫn thương con mà. Anh ăn trái cây này, là con bé nó đòi mua cho anh đó. Anh không ăn đâu, Nan đi sớm rồi. Là sinh nhật của con á, anh nhớ về sớm nha. Anh không có về đâu, hôm nay anh tăng ca.